chào tất cả các bạn. Mình tên là Minh Tài. Mình hiện tại đang làm ở Kia Bình Triệu. Thì ngày hôm nay Tài sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe gọi là ông trùm về giá của phân khúc 3. Đó là chiếc Soluto, Kia Soluto. Thì với chiếc xe này nói về cái giá thì rất là ấn tượng. Đó là chỉ với 399 triệu thì mình đã có một chiếc xe phân khúc B rộng rãi. Và động cơ thì cũng rất là mạnh mẽ đối với những cái chiếc xe phân khúc hạng A như là Morning, i10, v.v. Thì đúng, chiếc xe này hiện tại đang sử dụng một cái động cơ đó là 1.4 cấp 3, động cơ mới. Thì động cơ này nó sẽ giúp cho các anh chạy dịch vụ tiết kiệm được những cái chi phí về nhiên liệu. Thì nhìn tổng quan về chiếc xe thì chiếc xe này vẫn đang sử dụng một cái phong cách của ngôi nhà Kia, đó là thiết kế hình dạng mũi hổ và có viền mạc chrome. Đèn thì đèn thiết kế theo dạng halogen. Và cái phiên bản Tài đang giới thiệu với các bạn đây là phiên bản MT bình thường. Thì phiên bản này là phiên bản thiếu, mình gọi là phiên bản thiếu. Và chiếc xe tổng quan thì nhìn một cái form, nó là form sedan nên là nhìn nó rộng rãi và nhìn rất là đẹp. Ở phía dưới, cụm đèn sương mù là đèn halogen projector, giúp cho mình buổi tối đi có thể dễ nhận diện được chiếc xe hơn. Và bên phía hông xe có những đường rất tạo cho mình một cái sự mạnh mẽ và sport cho chiếc xe của mình. Chiếc xe này thì được trang bị mâm thép 14 inch và lớp đang chạy là lớp Continental của Đức. Mâm này là mâm thép. Thì đối với bạn thiếu này mình không yêu cầu gì nhiều nữa, vì nó chỉ là mâm thép là được rồi. Đối với các anh chị dịch vụ, thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm cái chi phí hơn cho mình. Thứ hai nữa là mâm thép này khi mà mình có vấn đề sự cố gì thì mình làm thì nó cũng rẻ hơn, mình làm lại nó cũng rẻ hơn cho mấy anh chị dịch vụ. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với các bạn ở phía bên trong nội thất. Hiện tại ghế của mình, ghế bên mình là ghế nỉ, ghế da luôn các bạn ha. Và được trang bị hai túi khí. Hộp số là hộp số sàn 5 cấp. Nội thất thì rất là đơn giản nhưng rất tinh tế. Và chiếc xe có những cái tính năng hay, ví dụ như là mình chạy 20 km tự động khóa cửa. Cửa phía sau thì nó có những cái tính năng an toàn cho bé, rất là phù hợp cho các anh chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ. Thì có cái nút khóa an toàn cho bé, người ngồi bên trong sẽ không có mở cửa được, trừ khi mình ra ngoài mình mở thôi. Ghế là toàn là ghế da thôi nha. Theo mình tìm hiểu thì các phiên bản, các phân khúc hạng B khác thì đối với chiếc xe bên mình đang bán á, thì cái cốp phía sau là hiện tại đang lớn nhất thị trường. Cốp này là 475 lít. So với những chiếc như là Vios và Accent thì rất là ấn tượng. Đây, cốp của mình. Thì phía bên trong cốp, ở phía dưới thì nó sẽ có bánh phụ. Thì bánh phụ cũng giống như 4 cái bánh còn lại anh em. Rồi, cái cốp này là cốp 475 lít, phù hợp cho mấy anh em chạy dịch vụ á, mà chở khách ra sân bay rồi á, thì mình bỏ được khoảng 3 cái hành lý nhỏ cỡ vừa và 2 cái hành lý lớn, và bỏ thêm những cái ví dụ như vật dụng. Phía người lái thì theo một thiết kế mới, đây là một cái chiếc xe tiền nhiệm của chiếc Rio, thiết kế mới của nó. Thì những cái nút bấm chỉnh cửa kính thì được chuyển vào trung tâm để cho người lái có thể linh hoạt hơn. Khe lấy gió của xe này á, thì bằng cơ thì tạo, mặc dù là nhìn nó hơi thô nhưng mà nó sẽ, độ bền của nó sẽ rất là cao. Nút bấm thì nó cũng bằng cơ hết luôn nha các bạn ha. Đây, tay nắm được mạ một cái giả chrome, nhìn rất là sang trọng, mặc dù nó chỉ là phiên bản thiếu thôi. Xe được trang bị 2 túi khí hai bên. Và cái quạt gió, cái cánh hướng gió của nó ra thì cũng thiết kế mới luôn, xoay 360 độ luôn.
Thì tổng quan chiếc xe chỉ có như thế thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào.